Xin chào quý khán giả, quý Mạnh Quân trong một nước kênh Gái Bí Miền Tây. Thì hôm nay mình sự giúp đỡ của gia đình của chị Lưỡng và anh Dứt ở bên Mỹ, có gửi mình nhờ mình đi xuống chùa Huệ Ân, và một quý hồng mạnh tên Bác có nhờ mình đi xuống đây đốt nhang cho ngoại cây nhang quý khán giả. Bây giờ mình sẽ mời quý khán giả đồng hành đi vô ngôi chùa Huệ Ân ở chợ Tân Thanh nha. Đây. Đây là ngoại Mai Thị Mịnh đốt cho ngoài cây nhang theo quý khán giả. Đây là quý khán giả ngoại Mịnh. Đây là quý khán giả, cây này cái gì ta? Cây mai hay gì á? Không phải cây mai đâu. Nè, chị Diệu đưa cái máy vô cái cây này cái gì quý khán giả? Lần đầu tiên tôi thấy cây này luôn nè. Nó không biết cái gì nè. Nó có chùm vậy nè, giống cây mai mà không phải cây mai. Đó. Tôi đụng hỏi rớt không còn một miếng luôn. Thầy Sáu. Đó, vua đầu bếp ở chùa Tịnh Xá. Ý quên, ở chùa Huệ Ân, đó là bà Sáu. Nãy giờ thầy trong đó coi tôi like trực tiếp phát quà quý khán giả. Thầy khỏe thầy? Dạ. Qua mùa rằm tháng 10 này thầy bệnh rồi, cảm luôn. Dí thầy chạy quá mà. Rồi thầy chuẩn bị đi dự lễ gì nữa hả? Mùng 10 hả? Ê, 10 19. Chủ nhật nè. Ngày 20. 13 chứ 14. Có Tài Nam. Có Tài Nam hả? Dạ. Thì con được quý Mạnh Thường Quân có nhờ con là đi xuống đây, là trước thì có thắp hương cho ngoại này kia, thì xuống là nhờ gửi thầy và tư quý khán giả. Thì mình được sự của vợ chồng cô Lưỡng và chú Dứt ở bên Mỹ hỗ trợ, không phải là hỗ trợ mà dạng như là những gì nhang khói này kia để cho thầy. Yeah. Cúng ngoại á là 100 đô. Thì một Mạnh Thường Quân dấu tên mà tụi em đặt tên là Bác hỗ trợ 1 triệu là cho ngoại, là số tiền này 1 triệu tiền Việt với 100 đô Mỹ này tổng đại diện của quý Mạnh Thường Quân á gửi cho thầy để thầy hương khói cho ngoại. Dạ. Thì cái tiền này thì lúc nào cũng gì đó, chùa mình lúc nào cũng là dông thì dông chung. Yeah. Nên thắp nhang thì cũng thắp nhang chung vậy hết. Thì cái này thì gửi cho ngoại, thì mình coi như đó là cái sự ngoại có sự chia sẻ trong đây, có nghĩa là cái công đức lành này cái hồi hướng tới cho ngoại. Chứ như tí mình thắp nhang thì thắp nhang chung, chứ thật sự thì ở chùa mình thì không có bàn thờ riêng cho ngoại. Yeah. Ở đâu cũng vậy, ai gửi tới cũng vậy, chứ mình không có một sự đặc biệt riêng nào hết. À, thì nói chung là mình được nhận ở đây và cái đêm công đức lành này hướng cho ngoại xin được sinh về cảnh giới an lành, dù có ngoại ở đâu đi nữa, ở nhà hay là ở nhà cháu hay là ở nhà tất cả cháu nào đi nữa, hoặc là ở chùa đi nữa, thì cái lúc nào ngoại muốn tới chùa hoặc là gì đó thì ngoại cứ tới. Và cái thứ hai nữa thì nói chung là nguyện cái đêm công đức lành này nè hồi hướng cho ngoại thôi, để ngoại sanh về cảnh giới an lành thôi, chứ không biết nói sao nữa. Dạ. Thì của ít lòng nhiều thì Mạnh Thường Quân nói là thôi đem xuống gửi cho thầy đi, để cho thầy hương khói cho ngoại, thì là chung hết chứ không phải là riêng. Thì số tiền này là mình đã trao để đến cho chủ trì, đó là thầy Thích Minh Lực. Thì sẵn đây Minh Lực cũng nói luôn là từ đây về sau thì những tất cả gì ở Mạnh Thường Quân
cứ gửi cho ngoại thì cứ gửi về và cứ hồi nói chung là để hồi hướng cho ngoại thôi. Đấy, chứ bà đây vì sao thì thật sự là mình là sẽ nói trước mọi người luôn là gia đình cái tiền đó thì gia đình cứ làm từ thiện hay là cái gì đó đi, để hồi hướng cho ngoại thì từ gia đình. Và mình thật không không có nhận từ gia đình nữa. Và như tiểu quý mạnh thường quân thương nhớ về về ngoại đó, thì thông qua chị quý thì có gửi về thì mình được nhận, nhưng mà thì đem cái công đức lành đó hồi hướng cho ngoại thôi, chứ mình sẽ không nhận từ gia đình nữa. Dạ, và mình được vẫn cứ làm bình thường như tí nấu mâm cơm gì đó thôi, hoặc là nhớ tới ngoại thì nấu mâm cơm, mua bông trái cây sẵn dịp gì đó thì cũng thôi, cũng cũng đơn giản thôi, cũng có gửi về thì cũng được, mà không có thì cũng vẫn làm. cũng thầy cũng ăn gì cũng đó. Dạ, thì nào giờ vậy thì mình giờ cứ vậy thôi, chứ không phải nhất thiết là quý mạnh thường quân gửi về thì mình lực mới làm, không có. Thì tại vì lúc trước á, đi ra thăm ngoại thì trái ổi hay miếng rau gì á, ngoại cũng gửi cho mình đi cho ngoại, mà ngoại vẫn gửi. Nói chung là mạnh thường quân nào về thì cũng vẫn được như vậy hết, chứ không phải là riêng Minh Lực. Có nghĩa là ngoại có cái gì thì ngoại cũng gửi cho lại cái đó, Ngoài tặng về ăn tặng lấy về. thảo. Dạ, chứ không phải là riêng Minh Lực, hình như là ai cũng vậy hết. Như tí những cái gì thương mến ngoại thì gửi cho ngoại, và ngoại có cái gì thì ngoại cũng gửi tặng lại. Thì con có xuống lúc đầu tiên thì xuống là có nghe ngoại nói là thầy là hỗ trợ, là nó là mỗi tháng là gửi là cho gạo nè, rồi lâu lâu thầy đi ngang thì thầy cho 50 trăm đó. Thì ngoại có nói là thầy Thì mà đó không có nhiều, mới mới về thì mình là không có nhiều, nhưng mà thông qua nói chung mình là không biết, tại không phải dân xứ này, anh cũng không có biết gành về về ngoại, nhưng mà thông qua bên hội chữ thập đỏ tổ huyện ế xã mình, chị Hằng thì nói cái nhà của ngoại nói như vậy như vậy đó, mà ở trên đất đậu thì xin hộ nghèo này cái gì, xin các nhà Nhà tình thương thì thương. không được. Nhưng mà bây giờ nó trống lỏng hết trơn rồi, thì Minh Lực lúc đó là Minh Lực có xin cũng 5 triệu 6 triệu gì hà, để sửa lại hai miếng vách thôi, lợp lại mấy miếng vách, lợp lại cái mái nhà cho nó không mưa mà không nắng thôi, chứ không có xin gì hết. Rồi sau này thì Minh Lực có cho gạo hàng tháng. Lúc trước là Minh Lực còn thời gian nên thật sự là đi tới nhà hàng tháng luôn, tất cả như mười mấy hộ là Minh Lực đi tới nhà hết. Nhưng mà sau này công việc nhiều quá thì Minh Lực hẹn lại mọi người là mùng chín tay hàng tháng Lên chùa. lên chùa thì Minh Lực gửi cái phần gạo đó. Và tại vì mùng 10 Minh Lực đi họp với chị sự tỉnh nên không có ở Thời nhà, gian. nên mùng chín gom lại nguyên một ngày đó, thì ai rảnh giờ nào thì giờ đó, chứ mình không bắt buộc. Và bây giờ thì Minh Lực đã là 2 tháng một lần, có nghĩa 2 tháng mới cho gạo một lần, gom lại một lần, chứ mỗi tháng mỗi đi thì cũng cũng cực, nên hiện tại là 2 tháng một lần. Là cho bà con Mười mấy hộ à, có nhiều, tại vì những cái hộ đó là gọi là cái khả năng lao động họ không có, người già neo đơn hoặc là như cỡ bà ngoại mình vậy, lao động sao hơn nữa nữa, hơn hơn nữa, nữa hả thầy? đi chống gậy nữa, hơn nữa. Rồi những gia đình thì nó nói chung là nguyên gia đình mà bị tai biến gần hết, còn chỉ có bà vợ với 2 đứa con. Rồi những trường hợp bị xe đụng mà cha thì cha bị xe đụng mà con thì cũng không được bình thường, mà cũng lớn rồi nên cũng không có việc làm. Nói chung nhiều cái trường hợp nào gọi là ngặt á, còn nghèo mình không giúp hết được. Ngặt dữ lắm thầy mới gửi. Gửi hàng tháng luôn, mình gửi hàng tháng, còn nghèo thì lâu lâu có mạnh thường quân nào cho thì mình mới cho hàng tháng, cho một lần vậy đó, còn những người có hoàn cảnh ngặt ngặt thì mình Mình mới nuôi. phải dạng như là mình tích ra. Mình nuôi hàng tháng luôn, không nhiều, nhưng mà như tỷ có nhiều thì một tháng được 20 kg, có ít thì một tháng 10 kg, mà chia đều ra vậy, mình chia cho người ta đều ra. Chứ bây giờ mình đi xin mạnh thường quân lần 5 10 triệu hay gì đó, mình trao một lần thì họ xài hết rồi. Những người nhà không có cơm mà không có gạo ăn, mình chủ yếu là cái gạo trước đi, thì mình được thường thường nói là cái đặt tên cho bên đây là hạt gạo nghĩa tình đó, là gạo hàng tháng Cho ăn đồ, nếu có cho gạo gạo là thôi. mới mới cái ăn muối cũng được ha, gạo muối gì cũng ngon. Ra ngoài vườn mình ấy cũng được, Còn chứ mình nhiều thấy mình cho, không phải mình nói mình chê cho tiền, nhưng mà khi mà mình cho tiền mà mình không cho hàng tháng cũng vậy thôi, cũng không có đủ. Tại vì nghèo thì mình cho họ để họ còn làm được, còn những cái vị này ấy, mình không nó có những cái trường hợp mà mình cho tiền mà cái người đó không có xài được.
cho là không xài được, à, mà cho gạo thì xài được, à, cho gạo thì chung chung dạ nấu chung hết, dạ còn như tiền thế thì gia là không đình có tới. con cái này kia nữa thì nó ấy. Cái nhiều trường hợp vậy lắm chứ không phải mình nói là không có nói Thì xin tại xỏ. vì thầy cũng đi khảo sát rất là nhiều Dạ đó, mình thấy trước mắt nhưng mà mình không có nói được thôi, mình dạ chỉ nói chung chung vậy thôi đó quý khán giả. dạ À, thì thầy là nên cũng cho gạo hàng tháng thôi cũng chừng. Dạ nên vậy nên cái chùa bự hết hồn dạ không muốn ngục hết trơn hết trọi rồi quý khán giả, cái mình được ở cho hàng bên đó tháng, thôi. dạ mình cho hàng tháng luôn, tại vì nghĩ rằng đó nhầm người nói ủa, không có gì chứ rồi gì mà cho gì tính nó trời, sống nay chết mai biết đâu. Mình cho người ta còn 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 biết ơn mình cái này kia, còn còn cái còn để nhắc. Mình mà mình không cho nữa rồi không còn gì Dạ nữa. Thôi cứ mình nói chung mình cứ làm được gì làm, đời này có biết nhiêu đủ. duyên, có duyên nữa, có thiên là có duyên thì mới được, với mình không có duyên thì trước mặt cũng không thấy nữa. Dạ chú Tiểu, cái quần này sao bị vậy chú Tiểu? Dướng xe đi học, dướng xe vậy hả? Hai chạy dướng xe đạp. Ê, chú Tiểu ở chùa Quế Ân quý khán giả, và một nữa mình chân thành cảm ơn quý khán giả trong ngoài nước đã ủng hộ kênh mình đi đến những hoàn cảnh khó khăn, và hôm nay là đến chùa Quế Ân để vô cúng ngoại. Thì một nữa mình chân thành cảm ơn và kính chúc quý khán giả trong ngoài nước thật nhiều sức khỏe, và mình sẽ hẹn quý khán giả vào clip sau. Bye bye.